Thứ năm, tuần bát nhật phục sinh. Luca 24:35-48. Chúa Giêsu hiện ra ở nhà tiệc ly. Chủ đề: đường thánh giá. 1. Lời Chúa. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ giờ xem, mà đâu có xương có thịt, như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra, cho các ông xem. Các ông còn chưa tin, vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vị đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. 2. Suy niệm. Đường thánh giá là đường của người Công giáo phải đi vì chính Chúa Giêsu là Chúa của họ đã đi. Sau đây là 5 ý tưởng về con đường thánh giá. Thứ nhất, đạo Công giáo chủ trương đường thánh giá dẫn tới vinh quang. Thứ hai, đường thánh giá đã từng làm cho các môn đệ bỏ cuộc ra về vì không dám đương đầu với đau khổ. Luca 24:13. Thứ ba, đường thánh giá đã làm cho các tông đồ sợ hãi nên ru rú trong nhà vì lo cho số phận tương lai đầy đau thương của mình. Thứ bốn, với người thời nay, đường thánh giá cũng là cớ vấp phạm cho họ, vì họ thích Chúa sống lại hơn Chúa chịu nạn. Thứ năm, người ta không thích các từ ngữ như hy sinh, hãm mình, vì họ cho là nặng nề. Nhưng, theo lời Chúa dạy, chúng ta không thể hưởng vinh quang nếu chúng ta không chấp nhận con đường thánh giá. 3. Bài học. Hãy vui nhận đau khổ, vì đau khổ có giá trị cứu độ. 4. Sống đạo, thử thách và đau khổ. Tôi muốn kể lại đây một sự kiện trong đời tôi. Hồi năm 1957, khi học tại Roma, tôi đã đi lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Trước hang đá, tôi đã suy niệm lời Mẹ nói với Thánh Nữ Bernadette: Mẹ không hứa cho con các niềm vui và an ủi trên trần gian này, nhưng các thử thách và khổ đau. Tôi đã có cảm tưởng rằng các lời đó cũng được nói với tôi, và tôi đã chấp nhận sứ điệp đó với ít nhiều sợ hãi. Trở về Việt Nam, tôi đã làm giáo sư, rồi giám đốc chủng viện, tổng đại diện và sau cùng giám mục. Có thể nói rằng công việc mục vụ của tôi gặt hái nhiều thành công. Tôi trở lại lộ Đức mỗi năm và tôi thường tự hỏi có lẽ các lời Đức Mẹ đã nói với chị Bernadette không dành cho tôi đâu. Nhưng rồi tôi bị bắt
vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bị tù, bị biệt giam, và tôi nhận ra rằng Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi ngay từ năm 1957. Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, sách Chứng Nhân Hy Vọng. 5. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết cuộc đời nào cũng đầy thánh giá. Xin giúp chúng con hiểu rằng thánh giá luôn dẫn đến vinh quang. Và từ đó, xin Chúa giúp chúng con can đảm vác thánh giá mỗi ngày. Amen.